chào tất cả các bạn nhé. Trung Bonsai đang ở xưởng chuyên về chậu cảnh của anh Sơn, đặc biệt là một trong những chàng trai rất trẻ nhưng đã có những cái sáng tạo và đưa những cái mẫu chậu rất là độc đáo về Nga Sơn Thanh Hóa, thì Trung Bonsai sẽ ghi hình gửi tới tất cả anh em. Đây là lô chậu mà sáng nay anh Sơn chuẩn bị chuyển cho khách hàng. Sáng nay anh xuất gần 20 cái. Những cái mẫu chậu này thì nó cũng không cao, giá thành rất là hợp lý cho anh em nào mà đang đam mê hoa cây cảnh này, thì có thể là sưu tầm về, đặc biệt là dịp Tết năm nay. Đó, chỉ vài trăm nghìn một cái thôi, nhưng mà đặt trong công viên gia đình thì hết ý rồi. Để Trung Bonsai lướt qua nhé, rồi đi sang xưởng chính của anh Sơn, xưởng nằm bên cạnh kia, với số lượng là trên dưới 100 sản xuất một ngày, thì anh em sẽ nhìn rõ hơn rất nhiều mẫu chậu đẹp. Đang tiếp tục hãy chào sếp Sơn nhá. Vâng, chào anh Sơn nhá. Đấy, chủ nhìn mạch khảnh thế thôi nhưng mà ngày sản xuất rất nhiều, không phải một mình mà một số anh em nhân công nữa. Hôm nay thì đang đi giao hàng rồi. Ở đây là nô anh Sơn ấy chuẩn bị quét ra. Cái này màu gió đen sẫm vậy nhỉ hay là giờ giờ em phun nước bóng lên À Sơn ơi, như cái này là mình sơn nhũ vàng à? Vâng, em nhũ nhìn, vàng đấy. Nhìn như kiểu ấy nhờ, vâng. Khảm vàng như này đấy. Như thường thường cái chậu này rộng bao nhiêu nhỉ? Đây là rộng 75. Rộng 75 à? Vâng, rộng 75. Cao 48. Cao 48 à? Như cái chậu này thì ở xưởng mình xuất đi cho anh em thì bao nhiêu tiền nhỉ? Em bán là có 350 thôi ạ. Đấy, rồi. Rẻ nhất thị trường. Rẻ nhất thị trường rồi, vâng. Không biết là anh Sơn nói có đúng không nhé. Thì anh em cứ tham khảo cho em là cái giá như thế này thì đây, cái đấy là cả, mình đang làm gì nhỉ? Cả đôn nên là em bán là có 500.000 bộ ấy. À, cả đôn nữa đúng không? Vâng, cái này là chưa có đôn nhá. Còn cái này nếu mà cả đôn đây thì này, cái mẫu bên này khi sơn lên rồi sẽ bóng như này đúng không? Vâng. À, cả đôn nên là giá thành này Sơn báo là 500.000 thôi. Giao hàng tận nơi. À, giao hàng tận nơi. Đây là cái mẫu chậu này này, bên này này đang cũng đang hot ở thị trường này vì hoa cây cảnh người ta rất thích cái những chậu này, thì nó khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Chậu giả đá cả đồng của anh. Giả đá đây này, cả đồng đây này. Vâng, đấy em bán cũng 350 thôi. Cũng 350 cả đôn à? Vâng, cả đôn. À đây giá rất đây rất là hay. Giao khách hàng ấy. Rồi. Anh hàng ở trên đây, chúng ta cũng đặt 10 mấy ngay. Rồi. Ý là một số anh em thì đang đưa đi rồi, còn đây nhá anh em nhá. Thì số điện thoại của Sơn thì mình sẽ cho chạy trên màn hình để anh em trong huyện thôi. Cái này chắc chỉ cung cấp ở trong huyện thôi nhỉ? Vâng, em cung cấp trong huyện Sơn. À rồi, có khả năng sang đến Hậu Lộc được vẫn được đúng không? Hậu Lộc thì ngày trước thì phát triển cao hơn tí anh. À rồi, thì cái cước thì không quan trọng đúng không? Vâng. Đấy, cái này đang sơn... Em chưa là sơn bóng. À sơn bóng lên nhá. Nước cuối ấy. Đây là nước cuối rồi. Cũng rất là bất công đấy nhỉ? Vâng. Cuối ấy. Cái này phải lắm cái sơn này ạ. Rồi, như cái chậu bên này thì bao nhiêu tiền nhỉ? Nhỏ đây này. Em bán 300 bộ. À 300 bộ nhá. Rồi ok. Báo giá cụ thể cho anh em này. Đấy, một bộ chỉ có 300 nha anh. Không đúng không? Rồi, những cái chậu như thế thì mất anh Trần nói mất nhiều công nhưng mà không sao cả anh em ạ. Đấy, uy tín chất lượng này. Lớp này nó là lớp cuối cùng rồi thì cũng là lớp bóng thôi. Đây đặt số lượng nhiều lắm thôi ạ. À ý là mình theo khách hàng đặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu đúng không? Nhu cầu thì giờ đến Tết thì anh em có thể yên tâm vì số lượng công nhân cũng đang rất là nỗ lực giảm để tổng kết mùa Noel này. Thế này đang giải đi khắp nơi. Anh em nào mà alo sớm thì có thể là nhanh hơn đúng không? Vâng. Rồi tí nữa sẽ cho chạy số điện thoại để anh em có thể liên lạc nhé. Đặc biệt những cây này thì bỏ đào bỏ quất là đẹp đúng không? Đúng rồi, cái này nhìn cái nhà. Cây đào rất đẹp anh ạ. Rồi, ok. À, những cái này là cũng chưa sơn bóng đúng không? Vâng, đây là sơn bóng đấy. Làm cái này lâu lắm này. Ok. Đây bán là 700 thôi này. À, 700 một đôi. Rồi, ok. Giả đồng giả đá. Ok. Để theo anh Sơn qua bên cạnh mình nhé. Đây là xưởng chính đây. Anh em bước vào bên trong thì mới biết rằng Sơn ơi, như cái chậu vuông này bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ. Cái chậu đây này. Đây chậu này bán 200 này. À 200 à? Ui. Có 200. Bữa nay giá rẻ nhỉ? Vâng. Trước là 350 bây giờ có 200 thôi. Vâng. Chậu rất là đẹp nha anh em nhé. Có 200 chậu như này.
Anh em nào đây? Số điện thoại của Sơn là bao nhiêu nhỉ? Số em là 0962 0962 375 375 999 999. Vâng. Những cái này nếu mà mua thô vậy thì có 400 thôi. À 400 à? Vâng, nếu mà mua thô không cần sơn là chỉ có 400 thôi. Là cả đôn chứ đúng không? Vâng. À rồi rồi. Vâng. 400 này không cần sơn nhá. Mà mua không sơn là như thế này là em bán có 400. Ờ rồi rồi. Đấy. Còn cái này bên này là cái này không sơn 300 thôi. À 300. Nếu mà không sơn chỉ 300. Ừ. Đấy. Bán rẻ nhất thị trường mà. Rồi rồi, ok. Cho nên rằng đây đến với tay người tiêu dùng là phải rẻ nhất. Đến tay người tiêu dùng rồi mà anh em có thể là liên hệ đặt hàng hoặc là có thể bán lẻ buôn lẻ cũng được. Nói chung là nhà làm ra nên mình bán rẻ. Rồi đây. Chia sẻ với anh em bên trong đây thì rất nhiều mẫu chậu mà anh vừa hoàn thành chiều hôm qua. Đấy là cái này là em đang làm để phục vụ Tết bà con cây đào ấy. À rồi rồi rồi. Thì anh em nào mà thích để mộc thì anh Sơn sẽ để mộc và giá thành nó sẽ còn hạ hơn nữa. Mà là anh em nào mà thích buôn trong vụ này thì cũng cứ alo trực tiếp cho anh Sơn để anh còn liên lịch đặt hàng rồi làm. Rồi. Còn rất nhiều hàng anh em đã đặt sẵn dụ, rồi. Nếu mà như thế này mà chỉ có bán nếu bán mộc không thì chỉ có 180. À đấy, ui giời. Đấy, nếu mà bán mộc không một cái chậu không này chỉ có 180 này. 180 đúng rồi. Nếu hay mà cũng không sơn bán mộc không rồi là 180. Rồi. 8 cái. Đấy là lấy số nhiều. À cái độ bền thì mình cũng ok chứ nhỉ? Vâng, em bảo hành cái lúc bốc mộ thôi. À đấy. Đấy là làm bằng xi măng thì làm sao được anh. Đây bên trong sửa trong thì nó hơi tối nhá. Có thể trên dưới hẳn 100 cái cũng có đấy anh em nhé. Thì do là nó tối quá thiếu ánh sáng thì chúng con sai cũng chỉ lướt qua để cho anh em chiêm ngưỡng bên trong thôi. Đấy, số lượng rất là nhiều. Nó đứng bên ngoài thì nhìn bên trong thì nó để toàn cảnh hơn. À, giá cả thì anh em có thể liên lạc trực tiếp anh Sơn thì số điện thoại chung bonsai cũng đã cung cấp rồi. Vâng. Giá rất hợp lý thôi. Đúng anh rồi. Em có thể là có thể mua số lượng lớn thì có thể là giảm bớt cái giá cho anh em để anh em có thể đấy. À đấy, chậu tròn thì anh em cũng đang đặt rất là nhiều rồi. Anh Sơn đây hôm nay cũng đã gấp rút hoàn thành một cái khuôn mẫu để cho anh em có thể tham khảo. Mấy bữa nữa là có cả chậu to hơn 1 mét. À cái chậu đấy anh em đang nhu cầu cao. Vừa rồi là cánh anh Tân Phạm là phải đang mãi ngoài kim sơn kia. Đúng rồi, mấy hôm nữa em phải lấy khuôn 1 mét. Khuôn 1 mét là 1 mét 1 ấy. Chú cố gắng tạo điều kiện cho anh em gần đây là lấy những cái khuôn đấy về để anh em có thể nhu cầu. Rất là nhiều người hỏi khuôn 1 mét mà chưa có. Rồi rồi. Em đợt này phải lấy khuôn 1 mét này là làm khuôn 1 mét. Rồi ok. Đây có mấy cái khuôn 83 là cao nhất, còn là 1 mét phải có. Chơi cây thì ai cũng cần đến chậu rồi mà những cái mẫu chậu mà ở những nơi chơi cậy thì anh em biết đấy. Thì anh Sơn ấy cũng đang gấp rút hoàn thiện và chất liệu thì chắc anh em yên tâm rồi. Bảo hành nói chung là độ sắc nét là tuyệt đối này. Độ sắc nét tuyệt đối. Sắc nét là góc cạnh để làm tuyệt đối này. Góc cạnh này người ta sẽ không thể chê được. Rồi rồi, nhãn chín đúng không? Nhãn gọi là không sắc độ sắc nét là ngon là tuyệt đối. Ok. Không phải là tương đối đâu. Hôm nay là một số nhân công đang đi lắp rồi. Rất hẹn anh em là hôm sau này chung bonsai sẽ quay quá trình làm của anh Sơn để đi sang bên kia để tiếp tục chiêm ngưỡng lại những tác phẩm mà anh Sơn ấy chuẩn bị giao cho khách nhé. Cái này bán nếu mà không sơn thì quá rẻ. Đúng rồi, không sơn thì giá nó rất hợp lý thôi. Không sơn thì 400 là quá rẻ. Bát giáp nó làm nó lâu hơn anh ạ. Đúng rồi, mà nó 8 cạnh hơn. Đường hoa văn hoa riết lên nó quá. Bát giáp mà anh quay nhỉ, nó 8 cạnh cơ mà. À rồi rồi. Đấy, chứ không phải là làm nó đơn giản, cái chậu làm rất chi là lâu. Lắp khuôn. Hoa nó là giống nhau hết đúng không? Hoa giống nhau hết, hoa đơn. Mẫu đơn. Đấy. Em bán là giá có 400, nếu mà không sơn thì 400. Đây đây. Quay em cung cấp cả hoa hồng cổ đấy nha. Đặc biệt Sơn là cung cấp hoa hồng cổ luôn, chuyên cung cấp hoa hồng cổ và bán chậu cảnh. Đó, số điện thoại đây anh em nhé. Ở địa chỉ là xóm 7 Ngân Hiên, Sơn, Minh Hóa. Anh ấy làm chậu cảnh là đầu tư hẳn máy trộn bê tông. Rồi, phải vậy thế. Không có ở đây. Đây nha. Úi dồi, sơn vẫn là các màu luôn đúng không? Dạ. Bớt trắng cái tí là nó thật cái chậu hơn. Không, mà đây này nó sơn vào nó khác luôn. Nó khác. Keo vào phân. Rồi, nắng quá to rồi thì chúng con trai cũng xin dừng video đấy nhá. Rất mong anh em chờ đón xem một số vườn cây cảnh của Nga Sơn, đặc biệt là những cây cổ mà anh em tôi chỉ đi đến nhá. Anh em đừng quên đã nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.